Chào các em. Hôm nay anh sẽ mở hộp con chim sa thần thú phần 3, con số 10. Đây là cái con chim sa của Kinson, con chim sa mạnh nhất của Kinson. Thì con chim sa này là để giết chùm cuối. Cái tên anh tạm đặt nó là Kỵ sĩ Hoàng gia, tại vì nó có hai con, một con là con ngựa, hai là một con giống như là một kỵ sĩ á, cưỡi trên lưng con ngựa. Thì bây giờ chúng ta mở hộp nhé. Đây là con kỵ sĩ. Đây là bấm súng năng lượng sticker hướng dẫn sử dụng. Đây là con ngựa, một phần cưỡi của kỵ sĩ. Ok. Đấy là thôi. Bây giờ anh sẽ hướng dẫn các em tháo cái cách ráp, lắp ráp lại cái con chim sa này ha. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ gài cái chốt này lại ha. Đây, con ngựa đây chúng ta sẽ gập cái này xuống xuống. Còn hai cái cánh thì chúng ta gập lại nè. Đây, thấy là thành chốt được ha. Cái này bên này ta cũng vậy, gập vào rồi chúng ta mới đẩy xuống ha, nó mới ăn vào cái đầu ha, xoay ra. Đây, xong. Thế là xong cái phần xe ngựa trên. Còn cái anh chàng kỵ sĩ này thì đơn giản hơn ha. Chúng ta có cái chốt là sau này ha. Đây, ta thấy là rồi gập này xuống, cái đầu ấy lên. Rồi để gắn hai con lại với nhau thì chúng ta đã làm như thế nào ha. Thì đây hai cái đầu này chúng ta sẽ gắn vào đúng chiều là được rồi. Rồi thì chúng ta có một chiếc chim sa. Bây giờ anh sẽ hướng dẫn cái cách bắt xu của cái dòng chim sa này ha. Thì chúng ta để cái ba đồng xu như thế này. Chim sa này có thể bắt tối đa là ba đồng xu ha, ba đồng xu, hai đồng xu đây để hai cái ngàm lớn của cái của con ngựa này sẽ bắt. Và cái xa này là nó khi nó bắn cái con robot chàng vị sĩ này ra sẽ bắt đồng xu ở đằng xa này. Anh sẽ bắt đầu chiến xa xuất phát. Rồi anh sẽ làm lại một lần nữa. Đó, đã bắt xu và biến hình thành công ha. Thì anh sẽ cho các em xem từng con nó bắt xu nó biến hình như thế nào ha. Đây là cái con nhỏ nè ha, quay 360 độ ha. Đây là con lớn ha. Con lớn thì nó có thể bắt được 2 xu. Đây là một số cái lưu ý ở chơi cái con này. Thì anh muốn nhắc nhở các em á, thứ nhất là cái con nhỏ này á, khi chúng ta lắp lại ha, chúng ta lắp lại á, thì chúng ta nên nhớ cái bước chúng ta hay quên là bẻ cái đầu này nè. Nếu mà chúng ta mà không bẻ cái đầu này lên á, thì
gắn vào đây nó sẽ bị kẹt. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là trong một số trường hợp á, ví dụ như chúng ta lỡ chúng ta quên không gạt cái nút này á, gạt cái chốt này, chốt nhảy 360 độ này cho cái con lớn này, con ngựa này, mà chúng ta đã lỡ gỡ một cái gắn cái này vào trong á, thì làm sao để mở ra? Chúng ta đừng có lấy tay chúng ta kéo nha, nhiều khi nó sẽ hư. Nhà sản xuất đã dự trù cái tình huống này của chúng ta rồi, thì chúng ta lấy một cái đồng xu năng lượng á, chúng ta ấy vào cái khe của cái ngàm bát xu của con ngựa này, chúng ta ấy vào thì nó sẽ văng ra thôi. Ok, đó là hai cái lưu ý mà anh muốn các em ghi nhớ để khi mà chơi cái này, để tránh khi chúng ta sẽ làm hư hỏng con chính xác của mình. Cái con này nó cũng không rẻ tiền lắm đâu. Tiếp theo thì anh sẽ kết hợp, anh sẽ trình bày cách kết hợp giữa cái con chính xa này với con chính xa dòng 1 ha. Ra dòng 1 là một có 4 con, thì chúng ta sẽ kết hợp như thế nào. Thì cái con robot đi theo con này thì nó có hai cái chốt bên này ha. Chốt này có thể gỡ ra để gắn vào cái con chính xa dòng 1. Con chính xa dòng 1 là con chính xa của Kinson. Hôm nay anh làm ví dụ của Kinson ha. Thì chúng ta sẽ gỡ cái chốt này ra ha. Gỡ hai cái này ra, rất là dễ. Rồi sau đó chúng ta sẽ gắn hai cái chốt này vào trong cái con chính xa của dòng 1 á. Trong ví dụ này là con của Kinson ha. Chúng ta sẽ gắn đây. Đây nó có cái ngàm này ngang là chúng ta gắn vào ha. Rồi. Chúng ta sẽ gắn vào. Đó. Bóp vào, nghe mà tiếng cắt là người ta vào rồi. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ xoay ha. Xoay lên ha. Đây nó sẽ có chốt để giữ lại, hai chốt đây ha. Rồi, còn chính xác này thì chúng vẫn như con ngựa này, vẫn bình thường như cái này các anh chị em thôi. Đây. Khi kết hợp vào chúng ta sẽ kết hợp nha ha. Cái này thấp không được ha, chúng ta sẽ quay lên ha, đúng cái tầm của nó. Rồi, xong. Và anh sẽ trình bày cách bắt xu khi mà kết hợp giữa con chính xác dòng 3 và chính xác dòng 1 như thế nào cho các em biết. Thì cách bố trí đồng xu năng lượng để mà khi kết hợp hai cái dòng số 1 và dòng số 3 của chính xác dòng 3 thì chúng ta sẽ bố trí như thế này ha. Hai xu song song để con này bắt xu trước một xu sau ha. Thì cái con chính xác dòng số 1 sẽ ăn xu này trước, quay 180 độ vào trong đây. Rồi con chính xa lớn này sẽ ăn hai xu này, bắn con xu này ra ăn xu đằng xa. Thế bây giờ anh sẽ làm thử cho các em xem ha. Chúng ta sẽ làm lại một lần nữa ha. Thực ra cái này rất là khó, kết hợp rất là khó, nhưng mà chúng ta đòi hỏi kỹ năng sắp xếp và nói chung phải tập luyện nhiều lần thì chúng ta mới được cái kết hợp để bắt được 4 đồng xu này. Nó rất là phức tạp, và anh thấy là đây là cái điểm hay nhất của cái dòng chính xa lần thứ 3 này. Chúng ta sẽ bắt đầu. Anh vẫn bắt sót một xu ha. Anh sẽ làm lại một lần cuối cùng nữa ha. Lần này thì anh đã thành công rồi, anh đã bắt hết được tất cả 4 xu ha. Thì đây là cái thấy anh theo anh thấy đây là cái hay nhất của cái dòng chính xa lần thứ 3. Thì cái bài giới thiệu về cái chính xa dòng thần thú dòng 3, cái con chính xa mà mạnh nhất của Vô Lân của anh đến đây là hết. Thì thân ái chào tạm biệt các em, và hẹn gặp lại các em trong những cái video mở hộp lần sau.